Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hẻm Đồ Họa Training và mình là Phú Đức. Ngày hôm nay thì Đức sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật nho nhỏ để các bạn có thể là chỉnh được màu của một cái bức ảnh nhưng mà các bạn không làm cháy cái phần da của mẫu ha. Ở đây thì Đức có cái stop là cái hình ảnh này ha. Các bạn thấy cái bức ảnh này, cái màu sắc của nó không có được rực ha. Và bây giờ mình sẽ làm cho cái bức ảnh này nó trở nên rực rỡ và sinh động hơn ha. Thì đầu tiên với cái bức ảnh này, mình sẽ add cho nó một cái adjustment đó là Viron. Thì các bạn sẽ click vào cái icon vòng tròn nửa trắng nửa đen phía dưới ha. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là Viron. Rồi trong cái bảng Roboty của Viron á, thì đầu tiên cái thanh Viron này các bạn sẽ kéo về 100% ha. Các bạn kéo hết về phía bên phải ha. Còn cái Saturation là cái độ rực màu thì các bạn sẽ kéo lên dao động trong cái tầm là 50 đến 60 ha. Ở đây mình để là 60 luôn nè. Rồi sau khi mà các bạn cân chỉnh Viron và Saturation thì cái bức ảnh các bạn nó rực màu lên rồi. Nhưng mà nó có một số điểm trên hình nó đang bị cháy nè. Ở cái phần tà áo dài và cái gương mặt á, một số điểm nó đang bị cháy nè. Thì bây giờ mình sẽ cân chỉnh lại một tí xíu. Thì trên cái adjustment Viron này các bạn sẽ chọn vào cái Clear Mask của nó nha. Đó là cái phần Clear Thumbnail màu trắng này nè. Rồi sau đó các bạn sẽ vào menu Image chọn là Apply Image. Mặc định trong Photoshop á, thì cái blending này á, nó sẽ là Multi-Light thì các bạn sẽ sổ ra và các bạn sẽ chọn về là Subject ha. Cái thông số Scale ở đây các bạn để là 1 và Object các bạn sẽ để là 0. Rồi click OK ha. Thì lúc này các bạn thấy trên cái Clear Mask của Viron á, nó không còn là màu trắng nữa, nó đã add một cái Clear Mask khác ha. Thì lúc này thì các bạn có thể giảm Opacity của cái Viron này hoặc là các bạn sẽ double click vào trong cái adjustment Viron này, các bạn mở lại cái bảng Roboty ha. Rồi trong cái bảng Roboty này, cái Saturation á, thì các bạn có thể giảm đi một tí xíu ha. Ở đây mình giảm xuống một tí xíu nè. Mình giảm đi còn khoảng là 45 ha. Rồi bây giờ các bạn so sánh lại Before và After ha. Cái hình ảnh của bạn nó được rực hơn nhưng mà nó không làm cháy ảnh cũng như là ảnh hưởng đến những cái vùng da của mẫu ha. Cho dù ở đây khi mà các bạn cân chỉnh cái Saturation lên cao hơn nữa, lấy ví dụ như Đức mở là cái bảng Roboty của Viron cho các bạn xem nè. Cái thanh Saturation này bây giờ Đức kéo lên 100% luôn nè. Các bạn thấy cái vùng hoa sen bên ngoài nó thay đổi nhưng mà cái phần da của mẫu nó không bị ảnh hưởng nhiều ha. Do các bạn đã có một cái Clear Mask trên Viron rồi. Mình hy vọng rằng với thủ thuật nhỏ này sẽ giúp ích hơn cho công việc của các bạn. Và nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì hãy giúp mình chia sẻ đến bạn bè cũng như là người thân của các bạn nhé. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để có thể nhận được những video tiếp theo. Khi subscribe thì các bạn hãy click luôn vào biểu tượng icon cái chuông bên cạnh. Có như thế thì các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới của mình. Và nếu mà các bạn có thắc mắc hay là muốn mình làm một cái tutorial về chủ đề nào thì các bạn đừng ngần ngại hãy comment bên dưới nhé. Mình luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.